Kính thưa quý vị, hãy đồng xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Nào, bây giờ xin mời quý vị chào đón một trong những anh chàng diễn viên rất duyên dáng, và cái chữ ký riêng của anh ấy, nét đặc trưng chính là má lúm đồng tiền nè, đó chính là diễn viên Lâm Thắng. Chào Thắng. Chào anh Hoàng. Đẹp trai quá. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Cũng chào anh Hoàng rapper. Nay nhận đến chương trình mà em sao vậy? Em vui. Không có, em vui. Sao vui? Được ăn. Tự gặp anh chứ. Không có. Gặp anh vui chứ. Không, ăn vui hơn anh. Ăn vui hơn. Ăn vui hơn dạ. Rồi, thôi gì ăn chung với anh thì nó thêm thần thi vị ha. Ủa phải chia ăn chia anh. Phải ăn chia chứ. Ủa, ăn phải chia. Tụi ăn mình, em tụi ăn mình chứ. Ăn ít thôi nha. Chiều em với. Yên tâm đi. Tuần nào anh cũng ăn hết hết. Nhưng mà em vào phòng khách. Dạ. Lâm Thắng, một diễn viên rất là quen thuộc trên truyền hình cũng như là những bộ phim điện ảnh và những vở hài kịch, những vở bộ phim sitcom rồi những web drama. Nhưng mà Lâm Thắng nè, mục tiêu sắp tới của bạn sẽ là gì khi mà tôi thấy bạn hoạt động khá nhiều lĩnh vực nữa, bên cạnh đó còn kinh doanh riêng nữa? Dạ thì em mục tiêu tiếp theo của em là sẽ phát triển hơn nữa cái công việc của mình, công việc chính của mình là diễn viên. Ngoài ra thì vẫn phát triển cái mô hình kinh doanh của mình, đó là buôn bán trà sữa đó anh, thì em vẫn phát triển tiếp. Em không hề quảng cáo gì đây nha, em không hề nói là nhà em bán trà sữa cả. Em không hề quảng cáo gì đây nha, em không hề nói là nhà em bán trà sữa cả. Em không hề quảng cáo gì đây nha, em không hề nói là nhà em bán trà sữa cả. Nhưng mà rõ ràng là Lâm Thắng là một nghệ sĩ, một diễn viên rất là chịu khó, vừa yêu nghề mà còn yêu luôn ẩm thực nữa. Dạ. Và rõ ràng đến với Khẩu vị ngôi sao là quá hợp luôn. Ban biên tập đã lựa chọn một bạn fan hâm mộ đăng ký trên fanpage của Khẩu vị ngôi sao. Lựa ngay bạn fan mà cuồng nhiệt nhất, yêu thương bạn nhất, mà có cái tên na ná như bạn nữa mới hay. Tên Thắng luôn anh. Không, Lâm Thảo. Thảo, em đâu rồi? Dạ. Đây, Lâm Thảo đây. Dạ, em chào. Chào bạn. Chào em. Anh Thắng của em nè. Em chào anh Thắng. Chào em, chào em, đứng đây. Dạ, thương quá. Dạ, chào bạn. Thôi thôi, mời bạn qua đây. Để qua em đây. Đi làm sao? Trời ơi, lịch sự không? Đó, người ta đi không qua, cắt qua khung hình. Cảm ơn bạn, mời Thảo ngồi. Dạ. Bất ngờ quá. Thôi Thắng, cô gái lần đầu tiên đến với Khẩu vị ngôi sao còn được gặp gỡ thần tượng của mình là Lâm Thắng nữa. Dạ, em chào mọi người, em chào anh. Em tên là Lâm Thảo. Dạ, em là kế toán. À, làm về kế toán, chuyên về kế toán. Dạ. Giỏi nha. Biết học giỏi nè. Hay nha. Ngày hôm nay được gặp gỡ Lâm Thắng rồi thì cố gắng nấu ăn thật là ngon để anh ấy cảm thấy vui. Dạ. Nhưng mà trước tiên là Hoàng Rapper cũng sẽ tạo điều kiện cho Lâm Thảo hiểu rõ về gu ăn uống của Lâm Thắng qua thông điệp bí ẩn mà Lâm Thắng sẽ đánh đố Lâm Thảo. Bạn chỉ việc trả lời đúng hay sai, cảm nhận bằng trái tim về thần tượng của mình nè. Dạ. Bà hãy suy nghĩ thông điệp đánh đố bạn Lâm Thảo xem điều đó đúng hay sai về cái gu ăn uống của mình. Anh đã từng ăn cay, ăn ớt trừ cơm. Em tin không? Dạ không. Em khẳng định gì luôn, ăn ớt trừ cơm nó rất ảnh hưởng tới bao tử. Thí dụ như là thời sinh viên mình khó khăn quá, mình có thể ăn cái khác. Ăn mì trừ gói, cơm đúng không? Đó. Ừ, hay là ngậm muối trừ cơm. Hả, có không? Có. Còn này, ăn ớt trừ cơm nghe lạ quá. Có. Em chọn không. Dạ, em chọn không tin. Xác nhận đi ạ. Chính xác. Sai, đúng rồi. Bạn đã nói một câu là ăn ớt sẽ gây đau tử. Đúng, anh bị đau tử không ăn ớt thì quá cay được. Vậy là hình phạt chưa tới. Để chờ đó xem thông điệp thứ hai hình phạt có đến hay không. Xin mời. Anh rất thích ăn đồ đắng. Anh ấy rất thích ăn đắng, đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng luôn, tại sao em nghĩ đúng trong khi một ông chủ trà sữa như vậy bán đồ ngọt mà lại thích ăn đắng? Cái này em trả lời theo quán tính thôi. Không biết là cái lực ly tâm gì rồi, nó đúng không ạ? Sai rồi. Anh ghét anh đắng. Anh bán trà sữa là hiểu rồi. Em biết anh bán trà sữa mấy nè, năm da rồi. Dẻ trắng mút nè. Anh bán nước sâm á, mới thích nước đắng. Hợp lý ha. Hợp lý. Dạ, bạn ghét ăn đắng. Đó, tại vì không phải ghét mà em sợ lắm. Có nghĩa là hôm qua em vẫn ăn được. Ví dụ mà cảm thấy mình nóng trong người quá, ăn vẫn ăn được. Nhưng mà nếu nói để mà nghĩ tới phải ăn thì không có. Nhớ nha, lát nữa đừng có bỏ khổ qua, bỏ rau đắng gì vô nghe không. Em có ăn không được. Đúng, anh nhắc nữa, rau đắng. Cháo cá phải có rau đắng đúng không anh? Điều em ăn cháo cá là không bỏ rau đắng được, bỏ vô là em không ăn được. Ghê thiệt, bạn lại trả lời không chính xác rồi. Dạ. Hơi tiếc. Thôi thì chúng tôi có một hình phạt nhã nhã, gọn gàng. Đây là cái gì vậy? Cây son. Cây son. Rồi sao ạ? Mời bạn. Phạt bạn dẽn mặt Lâm Thắng. Khoan, phạt cái gì? Khoan, phạt cái gì? Phạt là cầm cái cọ này rồi dẽn mặt Lâm Thắng. Ủa, cái là phạt em hay phạt bạn?
phạt bạn. Kiểu như là mình yêu thương ai đó mà bây giờ phải chấp nhận làm một cái việc tàn nhẫn đối với thần xác của người mình yêu thương, nó đau khổ hơn là mình tự hành xác mình, đúng không em? Em biết vậy nãy em trả lời đúng rồi. Em. Được được được. Mời em. Anh thoải mái đi em, thua rồi chịu. Bị dính chịu ơi. À hưởng nè, hưởng nè. Rồi nhắm mắt hưởng nè. Trời ơi, nâng niu đó, trời ơi, bà phê nè. Màu hồng anh ơi, màu hồng nam tính. Nam tính quá. Màu hồng nam tính anh, rồi bạn môi lại. Màu hồng nam tính. Mùa xuân phố cho tim dồn vang hân hoan. Hát câu yêu đời, đôi khi em nên son hồng yêu dân yêu. Khoan cho anh hỏi hồng có nam tính nữa hả? Hồng nam tính. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn anh ơi. Trời ơi, hất lên cái là xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn anh ơi. Rồi, xuất sắc luôn em ơi. Sơn này vô chi. Hay quá, em xuất sắc quá, mừng nhường cái ghế đỏ cho em luôn. Hay quá. Ôi, cảm ơn em. Giỏi. Cảm ơn em. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã trùng tu nhan sắc cho Lâm Thắng. Và chúc mừng Lâm Thắng. Hy vọng là đôi môi gợi cảm mộng nước này sẽ giúp cho bạn ăn ngon miệng hơn với món ăn đề bài mà lát nữa chúng tôi sẽ tiết lộ. Nhưng mà quan trọng, nguyên liệu chính bạn Lâm Thảo có giành được hay không, chờ đợi xem nha. Dạ. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin mời quý vị tiếp tục quay lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ chúng ta sẽ biết được món ăn đề bài ngày hôm nay đặt ra thử thách dành cho bạn Lâm Thảo để chế biến, dành tặng phần quà này cho Lâm Thắng. Đó chính là món gỏi cuốn tôm thịt. Một món ăn rất là quen thuộc luôn, nhưng mà làm chưa chắc là đơn giản và dễ làm nha quý vị. Bản thân Hòa Rapper chưa bao giờ cuốn được một gỏi thật là đẹp mắt và ngon miệng cả. Quan trọng là đôi tay khéo léo của Lâm Thảo có chứng tỏ được bản lĩnh của mình ngày hôm nay hay không. Dạ. Nhá. Trong phần gỏi cuốn tôm thịt có một thành phần không thể thiếu được, đó chính là bánh tráng. Và chúng tôi tạm thời niêm phong phần bánh tráng này lại. Để sở hữu được phần bánh tráng này, Lâm Thảo phải vượt qua được thử thách cùng với Lâm Thắng luôn. Đó chính là chơi một trò chơi thử thách vận động nha nhỏ. Nếu như các bạn vượt qua được, phần bánh tráng sẽ thuộc về bạn và tha hồ chúng ta cuốn gỏi cuốn. Trò chơi rất đơn giản. Hãy tận dụng khả năng thiện xạ của mình. Tung hứng, người tung, người hứng. Mà tung bằng tay, hứng bằng miệng. Những viên kẹo này mà chúng ta không chơi mình, chơi phối hợp. Thắng ngồi bên đây, Thắng ném cho Thảo, Thảo hứng bằng miệng cái bập. Thảo ném ngược lại cho Thắng hứng bằng miệng cái rột đó. Chúng ta hoàn thành được mục tiêu là mỗi người 3 viên kẹo trong vòng 2 phút là sẽ được vượt qua thử thách. Sẵn sàng chưa? Dạ. Nào, chứ mình tự ném cho mình ăn thì đơn giản quá rồi. Ráng đo cự ly chính xác cưng. Chứ mình vô lỗ mũi kỳ lắm cưng. Đi gấp rồi mệt lắm. Lẹ đi 2 phút. Đừng nhìn trên trời, em nhìn anh nè. 1, 2, 3. Người ta đo cự ly mà. Không sao. 1, 2, 3. Trời ơi, hay vậy. Thôi tôi để nhai đó. Thôi thôi, nè, trong thời gian nhai em ném cho Thảo. Quên. Ráng lên. Bỏ dĩa xuống này hả? Ừ. Đó thấy không? Hay quá em ơi. Thế thì kẹo cứng quá chưa kịp ngay. Tiếp đi. Kệ đi, chi kẹo nhỏ mà. Ráng lên. Không được. Xuất sắc luôn man, chính xác luôn. Ráng lên, được 3 viên rồi. 6 viên rồi mình xong hết. Trời ơi, một phát ăn ngay. Yeah. Hay quá. Đó, tôi đang câu giờ cho hết thời gian đó. 2, 3. Chuẩn quá. Nói gì nữa bây giờ. Càng lúc càng hiểu ý nhau rồi đó. Và viên cuối cùng quyết định nè. Vô này quyết định nè. Quyết định nè. Hay quá. Chúc mừng hai bạn. Hay quá. Xuất sắc. Không cần tốn 2 phút. Hai bạn đã hoàn thành được mục tiêu này. Rõ ràng đây là một sợi dây kết nối vô hình và mãnh liệt tình cảm giữa nghệ sĩ và khán giả dành cho nhau. Hay quá, hy vọng ngày hôm nay cũng đoán đúng cái khẩu vị của anh Lâm Thắng. Nấu ăn thật ngon, gỏi cuốn thật là đẹp nha. Dạ. Nào, chúng ta vào bếp thôi. Đây, bây giờ thì em đã có đầy đủ những gia vị, nguyên liệu phụ, nguyên liệu chính hết rồi. Và món gỏi cuốn tôm thịt rất là dễ làm nếu như chúng ta đã quen tay rồi. Nhưng mà ngày hôm nay Lâm Thảo, một cô gái trẻ chuyên làm về kế toán ha, làm trong văn phòng nhiều, bước ra ánh sáng của gian bếp Khẩu Vị Ngôi Sao chứng tỏ như thế nào đây? Em có muốn anh Thắng hỗ trợ em không? Dạ có. Hỗ trợ phần nào nè? Dạ, hỗ trợ phần cuốn anh.
phần khó nhỉ. Rồi xin mời, thời gian bắt đầu. Rồi làm đi em. Em sẽ luộc thịt với luộc tôm. Chính xác. Cái nào lâu mình làm trước. Trước khi đeo bao tay vô đi đã. Làm được. Dạ em cảm ơn ạ. Đeo bao tay vô cho sạch sẽ. Hay quá. Anh Hoàng có đeo không? Thôi đã nói anh ăn ké mà. Anh phụ nữa cho. Em né ra đi. Trộn ga lăng quá anh ơi. Thịt anh ơi, tôm cho sớm quá. Từ nó, anh lộn. Nó mở hết rồi. Anh cũng lộn em. Đó. Rồi. Nước sôi nha, nước sôi nha. Sôi cẩn thận nha. Rồi. Đậy nắp nè. Đậy nắp lại đi. Rồi, trong cái thời gian này mình chuẩn bị nước chấm đi ha. Dạ. Chuẩn bị nước chấm đi, tại vì cái món theo anh biết nha, những món cuốn, những món gỏi á, cái ngon nhất của nó là một phần nước chấm. Dạ. Rồi, bây giờ mình cần mình đi. Tỏi đi ha. Rồi, bây giờ cần lấy gì nói đi anh làm cho nha. Anh phụ cho. Anh sẽ là trợ lý của ở nhà anh bẹp cho nó nhanh. Bây giờ mình đổ ra đâu? Không, ta dặn á anh đây nè đó, thấy chưa, cũng anh không, cũng anh không. Anh Hoàng ơi, anh phụ hay anh phá? Khám ít phá nhiều. Phá. Bây giờ lấy cái nào đựng ta, lấy cái chén đó hả ta? Dạ lấy cái chén này. Tháo vát thiệt chứ. Rồi bây giờ chúng ta đã sẵn sàng với tất cả những nguyên liệu mà chúng ta đã sơ chế rất là kỹ lưỡng rồi. Cuốn thôi. Cuốn. Em cần mấy miếng thịt nhiều thịt ha, tại vì mình gói cuốn hai cuốn anh em mình là nên ít thôi. Ê, nhiều thịt đi ăn cho đã. Ủa khoan, rau salad thì không để vô rồi để mình cứ để nè rồi để salad vô. Ủa ăn gỏi cuốn có salad hả ta? Bên Lâm Thắng có vẻ hào phóng ha, chơi nguyên một lá tản bự như bàn tay luôn. Tại không biết cuốn anh. Vậy hả, không biết luôn hả? Không biết thiệt. Đâu làm thử rồi. Từ từ anh bình tĩnh anh. Được không? Được tin em nè. Đó, thấy chưa, thấy tôm nè. Trời ơi, hợp lý. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ mọi người ăn cái cuốn to thế này chưa? Em đẹp hơn nè. Em đẹp. Đúng. Em chuẩn. Bây giờ em hãy tiếp tục cuốn đi. Anh sẽ nói chuyện về vấn đề này với Lâm Thắng một cách nghiêm túc nhất. Đi ra đây. Ha. Ông chủ trà sữa mà cuốn cái cuốn như vậy hả? Như vậy là trong một khoảng thời gian rất ngắn mà cả hai đầu bếp chúng tôi, đó chính là bạn Lâm Thảo và Lâm Thắng, đã cuốn thành công. Thành công thật. Thành công queo mà anh. Sao anh? Đẹp. Ổn mà. Ba cái cuốn như ba ngoại hình ba đứa mình vậy đó. Thật ra trong cái cội cuốn này muốn cuốn ngon mình phải để tâm tư tình cảm như đó và thông điệp lên chọn mặt gửi vàng. Em gửi với đó là hình ảnh của ba đứa mình. Cái cưng nhất cho ai thì tất nhiên mình cưng nhất thì phải dành cho những người phụ nữ của đáng mình yêu. Đúng không, đáng yêu dễ thương, đó chính là dành cho Lâm Thảo. Mời Thảo. Em nếm trước đi, em có thể sử dụng bao tay. Thắng lấy anh giùm anh cái. Ok. Ngày hôm nay lần đầu tiên tôi được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Lâm Thảo kết hợp với Lâm Thắng. Ủa, cái cuốn sự tích kia đâu rồi? Bây giờ mọi người ăn cái cuốn to thế này chưa? Anh ấy dễ dàng. Đây, cưng của em. Dạ, mời Thảo. Em rồi hai cái còn lại. Cái xấu xí của anh. Dạ, xấu xí là cái nào? Thì anh thấy nào xấu anh lấy. Cái này. Như em xấu. Hấp dẫn nhỉ. Đẹp mà, dễ thương. Cuốn em đẹp gọn vừa tay. Đúng rồi, đẹp quá trời. Hai tôm nằm nè, hai ông song song nhau. Luôn. Em mời hai anh. Dạ thôi, mời cả nhà. Đợi mời khán giả. Em mời khán giả nha. Nước mắm rất là dậy mùi nè, thơm. Thơm lắm, thơm mùi tỏi. Mùi ớt. Đó, giờ mình chấm nè. Nếm thử. Khá là ngọt ngào. Bây giờ mình sẽ cắn. Ổn không anh? Được rồi nha. Đúng hả? Đúng với thông điệp cuộc sống. Ngoại hình là chưa chắc bằng cái cấu hình bên trong. Đúng không? Nước mắm vào được không? Dạ được. Nước mắm rất thơm, đậm đà. Tém. Có hết hả?
Dạ. Uống hả? Tượng trưng thôi. Tại vì anh thiếu thiếu thì nó thèm. Chi dư quá nó ngán lắm anh. Ngon. Vậy là em có thể bước ra làm thêm một món nữa đi, kinh doanh đúng không? Thảo thôi. Ủa nước mắm em pha mà. Nhưng mà cõi cuốn là thảo cuốn. Vậy là chúng ta phải có sự kết hợp. Đúng. Vỗ tay. Có thể là cái gọi cuốn chúng ta không theo một tiêu chuẩn nào cả. Ở ngoài những tiệm ăn, những trang tạp chí về ẩm thực, hay là những kênh YouTube chuyên làm về những món ăn này. Nhưng mà quan trọng là cái khéo của bạn Thảo ở đây á, là lựa chọn cái thành phần cuốn với số lượng vừa đủ, và đặc biệt tạo hình nó phù hợp với từng nhân vật. Sở hữu được cái cuốn đó, mình ăn mình cũng cảm thấy vui nữa. Gửi được cái hồn vậy đó không anh? Đó, hay. Như vậy thì heo năm thắng nè, bạn Thảo xứng đáng nhận được phần quà ngày hôm nay của Khẩu Vị Ngôi Sao hay không? Qua cái tài nấu ăn của em á, thì ngày hôm nay thì em quyết định trao phần quà cho em. Cảm ơn anh. Yeah, chúc mừng Lâm Thảo. Nào, chúng ta nhận thưởng thôi. Dạ. Yeah. Đây, phần thưởng dành cho những khán giả hâm mộ đến đây cống hiến hết sức mình và dành tình cảm của mình vào món ăn dành tặng cho các nghệ sĩ thần tượng. Dạ, chúc mừng Lâm Thắng. Dạ, cảm ơn anh. Bạn có quyền được trao tặng cho fan hâm mộ của mình, đó chính là Lâm Thảo. À, cái món quà là... Đúng rồi. À, thưởng em lấy. Thần tượng nào. À, dạ, 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 dạ. À, Thảo, chúc mừng em nha. Chúc mừng em đã đến đây cùng với anh. Đây là món quà em thay mặt chương trình dành tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn chương trình. Vậy có lời chúc nào dành cho Lâm Thắng không nè? Dạ. Em chúc anh có thật nhiều sức khỏe nè, thật nhiều show và luôn thành công, gặp nhiều may mắn. Rồi, cảm ơn em. Trời, nghe cái chủ nhiều show là thích rồi. Thích rồi. Mà hy vọng chúng ta luôn gặp gỡ nhau. Lâm Thắng, cảm ơn em rất là nhiều. Anh cũng chúc cho em là em sẽ phát triển hơn trong công việc của mình ha. Chúc cho em và gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Dạ, rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc cho anh Hoàng là có nhiều chương trình hơn và chương trình nào cũng có em bên cạnh ha. Cứ mỗi lần tôi được tham gia cùng với những nghệ sĩ đồng nghiệp rất đáng yêu, ví dụ như Lâm Thắng đây, đều mang lại những nụ cười sau những bữa ăn. Và hy vọng quý vị luôn có được những phút giây hạnh phúc bên gia đình và những bữa cơm đoàn viên quý vị nhé. Hãy đồng hành với Khẩu Vị Ngôi Sao vào lúc 7:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.